Thưa quý vị, là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sản xuất thịt ủ mát theo công nghệ của châu Âu, các sản phẩm từ thịt của Masan Meat luôn đảm bảo chất lượng an toàn đúng tiêu chuẩn từ trang trại đến bàn ăn các trang trại chăn nuôi của masan midlife đều đạt chuẩn lô được theo dõi và đánh giá lại theo định kỳ hiện masan midlife đã xây dựng hệ thống 3 tuyến phòng thủ để đảm bảo sản phẩm đầu ra luôn đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm gồm kiểm dịch tại trại kiểm dịch trước khi nhập vào nhà máy kiểm dịch thịt heo trước khi xuất từ nhà máy Quá trình kiểm tra lần cuối này đảm bảo rằng thịt ủ mát Mid không nhiễm mầm bệnh. Theo sau khi giết mổ được kiểm nghiệm bằng phương pháp sinh học phân tử PCR để đảm bảo thịt sạch và không có dịch bệnh. Song song đó, tổ hợp giết mổ và chế biến của Masan Midlay đã đạt được chứng chỉ BAC của Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc, nên là chứng nhận cho sự tuân thủ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, thích hợp cho việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm được nhiều nước trên thế giới công nhận và thực thi. Ngoài ra, Masan Midlay còn xây dựng bộ tiêu chuẩn sản phẩm thịt ủ mát và các tiêu chuẩn đánh giá trang trại chăn nuôi kheo, để từ đó có thể đa dạng hóa nguồn nguyên liệu kheo khơi đầu vào từ trang trại chăn nuôi của các nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn việt Gáp, đồ bành gáp. thông qua việc hợp tác chiến lược với các đối tác uy tín, Masan, Midland hoàn toàn chủ động trong việc có được nguồn cung dồi dào và an toàn.